Đây là khu vực đất nền đã được phân lô trên địa bàn thị trấn Phùng thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội. Theo một số văn phòng nhà đất tại khu vực này, đất nền đang là một mặt hàng bất động sản được yêu thích trong năm 2019. Giữa quá trình đô thị hóa nhanh, các huyện ngoại thành như Hoài Đức, Đan Phượng đang có những thông tin về việc nằm trong diện quy hoạch lên quận. Do đó, trong 3 quý đầu năm, giá đất nền khu vực này đã tăng khoảng 20-30%. Trong thời gian 3 quý đầu năm 2019, thì các cái giao dịch mua bán bất động sản tại khu vực huyện Đan Phượng rất là tốt. Thị trường thì một số các nhà đầu tư người ta dựa vào thông tin quy hoạch để người ta quyết định đầu tư ở huyện Đan Phượng. Và cũng người dân, người ta cũng có nhu cầu càng ngày càng tăng lên. Thời điểm hiện tại thì các cái giao dịch thì tạm thời là nó chững lại một chút. Theo số liệu thống kê về thị trường bất động sản, đất nền khu vực các quận huyện ngoại thành tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung là rất sôi động. Đã có 289 quận huyện xuất hiện giao dịch đất nền. Nguyên nhân dẫn đến việc giá đất nền tăng, theo các chuyên gia, chủ yếu đến từ việc nhu cầu mua thật lớn trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giao dịch đã có phần chững lại. Cái lượng truy cập và tìm kiếm đất nền trên bất động sản.com.vn tăng lên rất là cao. Và thường những cái đợt truy cập mà cái lượng cao như vậy thường gắn với những yếu tố là công bố về mặt quy hoạch. Tức là có những cái ví dụ như là đường xá, những cái cơ sở hạ tầng mới nó gắn liền với khu vực đất nền. Thì đây là một cái xu hướng nó được duy trì cho đến hết quý 1 và sang quý 2. Tuy nhiên từ quý 2 đến quý 3 và đến thời giai đoạn đầu quý 4 bây giờ thì cái lượng giao dịch đất nền là có xu hướng là giảm. Do vậy tôi thấy rằng là đây là một cái bước có thể nói là lùi cần thiết của thị trường để nó thực sự nó điều chỉnh giá ở mức độ nó vừa phải, không đến mức quá cao và đến việc là người ta nó vượt quá giá trị thực của bất động sản. Tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam năm 2019, đại diện Hiệp hội Bất động sản đã nhấn mạnh việc sốt đất nền để đầu cơ, để giá đất lên cao là một vấn đề mà thị trường bất động sản cần phải giải quyết triệt để. Theo các chuyên gia, thông tin về việc một số địa phương như Hà Nội tăng giá đất cơ sở lên khoảng 30% là để thị trường tự điều tiết tốt hơn và tránh thất thu. Đất nền thì ở trong mọi cái giai đoạn thì đều có cái tính hấp dẫn của nó. Vì đất nền nó thích ứng với đa dạng hơn các cái nhu cầu của xã hội. Thì cái việc mà nâng giá ở các khu vực trọng điểm để hạn chế cái mật độ đầu tư thì đó cũng là một cái giải pháp cần thiết. Nhiều chuyên gia cũng tin tưởng vào sự phát triển của thị trường bất động sản và phân khúc đất nền trong năm 2020. Với những sự điều chỉnh vào cuối năm 2019 và dự kiến sắp tới là sự ra đời của luật đất đai năm 2020 sẽ tạo điều kiện cho phân khúc này có sự tăng trưởng và phát triển bền vững dưới sự quản lý tốt hơn.